Trong khuôn khổ hợp tác giữa Nhật Bản và ASEAN, Cục Xúc Tiến Thương mại Bộ Công Thương Việt Chết đã phối hợp với Trung tâm Thương mại, Đầu tư và Du lịch ASEAN Nhật Bản AGC tổ chức hội thảo Mô hình hợp tác phi vốn chủ sở hữu NEM tại Việt Nam, thúc đẩy mô hình hợp tác thương mại mới giữa Nhật Bản ASEAN tại hội thảo cục trưởng cục xúc tiến thương mại cho biết nem đang dần trở nên quen thuộc tại việt nam trong những năm gần đây ví như trong lĩnh vực kinh doanh khách sạn thay vì đầu tư xây dựng thì các doanh nghiệp nước ngoài tìm kiếm khách sạn có sẵn tại việt nam sau đó quản lý tìm kiếm khách hàng và kinh doanh tương tự trong lĩnh vực logistics dựa trên hạ tầng có sẵn như cảng biển tàu biển container v v của việt nam các công ty đa quốc gia tìm kiếm khách hàng kết nối và kinh doanh các dịch vụ vận tải tuy nhiên mô hình này mới tập trung nhiều ở lĩnh vực thương mại để nhân rộng mô hình này vào lĩnh vực sản xuất các doanh nghiệp việt nam gặp nhiều khó khăn khi khai thác nem nhất là trong lĩnh vực chế biến chế tạo công nghiệp hỗ trợ cũng như việc đăng ký ngành nghề kinh doanh kê khai và quyết toán thuế nguyên do khung khổ pháp lý của việt nam trong lĩnh vực này hiện chưa hoàn thiện bản thân nhiều doanh nghiệp cũng còn bỡ ngỡ và chưa mạnh dạn tiếp cận phương thức này ông Sunji Karikumi, giảng viên trường đại học Waseda, Nhật Bản cho biết, Nhật Bản là quốc gia khai sinh ra NEM, việc Bộ Công Thương hợp tác với AGC sẽ giúp doanh nghiệp Việt tận dụng được kinh nghiệm của các chuyên gia, qua đó ứng dụng mô hình NEM đã được thực hành nhuần nhuyễn tại Nhật Bản vào Việt Nam.